Nếu đã là một fan lâu năm của Batman, chắc hẳn các bạn cũng muốn tìm hiểu những sự kiện và các nhân vật then chốt đang tồn tại ở thành phố giả tưởng Gotham phải không nào? Vậy thì chắc chắn rằng TV series Gotham trên nền tảng chiếu phim trực tuyến Netflix chính là một sự lựa chọn không thể nào tuyệt vời hơn được. Dù có xuất phát điểm là thời còn niên thiếu, sau khi mới trải qua cái đêm định mệnh tại con hẻm của thiếu gia Bruce Wayne, series Gotham vẫn cực kỳ hấp dẫn khi ta được theo chân hành trình phá án của thanh tra cảnh sát James Gordon thời trẻ. Đồng thời, phim cũng sẽ đem lên màn ảnh nhỏ những nhân vật phản diện rất nổi tiếng và thường xuyên góp mặt trong các đầu truyện về người rơi. Vậy nên ngày hôm nay, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Word to Word Movie. Ngay bây giờ sẽ là toàn bộ những diễn biến trong mùa 1 của Gotham. Let's go! Tất cả bắt đầu với một sự kiện động trời tại thành phố giả tưởng Gotham. Hai ông bà tỷ phú của tập đoàn Wayne Enterprise là Thomas và Martha đã bị sát hại một cách bí ẩn trong một con hẻm trước sự chứng kiến của cậu con trai Bruce Wayne. Cùng với đó là sự hiện diện của cô nàng móc túi Selina Kyle, người đã thấy được mặt của tay hung thủ. Và cùng lúc đó tại sở cảnh sát Gotham, thanh tra trẻ James Gordon, một cựu binh và là một người rất có trách nhiệm đã được điều động về thành phố tội phạm này để hoạt động. Anh đã cùng với cộng sự của mình là Harry Bullock đã đến hiện trường để điều tra về vụ án mạng kia. Tại đây, Jim gặp được Bruce và hứa với cậu là sẽ tìm ra chân tướng vụ việc. Về phía Harvey, dù ban đầu anh cũng muốn tránh né vụ án này khi nó có vẻ quá tầm, nhưng rồi anh cũng nhận vụ việc cùng Jim thay vì giao lại tổ trọng án cho Rainey Montoya và Chris Burt Allen tiếp quản. Với mối quan hệ ngầm mà Harvey có được, cả hai đã tìm đến Fritz Mooney, một quý bà vô cùng quyền lực ở thế giới ngầm, hoạt động dưới trướng của tay trùm Carmine Falcone. Với những manh mối có được, Jim và Harvey đã tìm đến được một nghi phạm từng có tiền án tiền sự tên là Mario Pepper. Vì gã tội phạm chống trả quá quyết liệt, Jim và Harvey không còn cách nào khác ngoài cách triệt hạ hắn ngay lập tức. Sau cuộc đụng độ, bằng chứng cho thấy Mario là người đứng sau sát hại hai ông bà nhà Wayne cũng được tìm thấy và vụ án khép lại. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Mario Pepper chỉ là con tốt thí và người đứng sau dàn xếp nó là Carmine Falcone và Fist, tay thuộc hạ Oswald Cobblepot hay với biệt danh là Penguin, cũng thừa nước đục thả câu và tố giác chuyện này cho tổ trọng án hay. Montoya khi hay chuyện cũng đem nó báo lại cho Barbara, hôn thê của Jim, cho rằng anh là một cảnh sát đã nhúng chàm và khiến mối quan hệ của cả hai rạn nứt. Biết được những động thái bất thường này, Jim tìm gặp Fist để tra hỏi và bị ả bắt sống. Harvey cũng có mặt để giải nguy cho Jim, nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ một chút nào. Penguin cùng lúc đó cũng bị trừng phạt vì đã phản bội Fist. Rất may là ngay sau đó, Carmine Falcone đã xuất hiện và tha mạng cho cặp đôi cảnh sát. Đổi lại, Jim buộc phải giết Penguin, nhưng rồi anh đã tha cho hắn và đuổi gã ra khỏi Gotham. Mọi chuyện sau đó tạm thời nguôi ngoai, Jim gặp Bruce và quản gia của cậu là Alfred Pennywood để hứa với cả hai là sẽ theo vụ án này tới cùng. Tạm gác lại vụ án nhà Wayne, một sự kiện rắc rối khác đã tiếp tục xảy ra tại Gotham. Mọi chuyện bắt nguồn từ hai đặc vụ ngầm là Petty và Dark đang lên kế hoạch để bắt cóc những trẻ vị thành niên vô gia cư khắp Gotham. Dù ban đầu, Harvey đã ngó lơ vụ việc do những người vô gia cư thường ít được ai quan tâm. Tuy nhiên, Jim lại không muốn như thế. Anh trò chuyện với Barbara và cô đã tức tốc báo cho báo chí buộc sở cảnh sát phải vào việc. Tiếp tục với những manh mối có được từ Fish, Jim và Harvey tìm đến được hang ổ của bọn bắt cóc. Dù để cho hai gã đặc vụ tẩu thoát, tay buôn thuốc mê cho chúng đã bị bắt giữ và cả hai đã tiếp tục tìm ra được manh mối để khép lại vụ án. Mặt khác, Patty và Doc đã đánh cắp một chiếc xe đang đưa những đứa trẻ vô gia cư đến trung tâm cải tạo, trong đó có Selina Kyle. Nhờ những manh mối có được, Jim và Harvey đã ngay lập tức ập đến trước khi bọn chúng kịp đưa bọn trẻ đi. Sau khi khép lại vụ án, Selina Kyle trong một lần phạm tội đã yêu cầu được gặp Jim và tiết lộ cho anh nghe rằng mình đã chứng kiến hung thủ trong vụ án nhà Wayne. Cùng lúc đó, Penguin đã có những động thái đầu tiên trong công cuộc trở lại báo thù Gotham. Fish cũng đang bị Carmine Falcone nghi ngờ chưa bao giờ hết về kế hoạch phản bội của ả. Vụ án này vừa khép lại cũng là lúc hàng loạt sự việc đáng sợ khác lại xảy ra. Một gã tội phạm bí ẩn khác xuất hiện, chủ yếu nhắm vào các quan chức tham nhũng và các viên cảnh sát bị tha hóa. Hắn sẽ buộc chân nạn nhân vào trong một khinh khí cầu và cho họ bay lên cao rồi rơi xuống sau khi quả bóng bị nổ. Từ đây mà cái tên The Balloon Man cũng được lan truyền khắp Gotham. Jim sau cuộc gặp mặt với Selena đã bị cô bé chơi xỏ, nhưng đổi lại biết được một trung tâm giáo dưỡng cũ của Gotham đã bị bỏ hoang, khớp với những manh mối có được từ nạn nhân thứ hai. Jim và Harvey sau cùng đã tóm được gã này và biết được rằng hắn chỉ muốn trừng phạt những nạn nhân của mình, chứ không hề có một kế hoạch dài hạn nào khác. Cùng lúc đó, Penguin đã thâm nhập và được làm trong một nhà hàng dưới sự quản lý của tên trùm khác tên là Maroni, đối thủ trực tiếp với Falcone. Sau khi có được một chỗ đứng nhất định, Penguin tìm đến thẳng nhà của Jim và Barbara để gặp anh. Sự xuất hiện của Penguin rõ ràng đã khiến Jim tức giận khi anh muốn gã phải biến mất hoàn toàn khỏi Gotham. Tuy nhiên, khi biết được gã đang có những kế hoạch để thay đổi thành phố và đang đứng về phía mình, Jim đành tạm tha cho gã rời đi. Cũng trong lúc đó, cuộc tranh chấp quyền sở hữu và tái tạo lại quận Arkham cũng xảy ra giữa phe của Falcone và Maroni. Trùng hợp thay, cả Falcone và Maroni đều sử dụng chung một gã sát thủ độc lập để nhắm vào các ủy viên trong hội đồng đang bỏ phiếu. Cuối cùng, mục tiêu chung của hai phe là gửi tay sát thủ nhắm vào thị trưởng James của thành phố Gotham.
May mắn là Jim và Harvey đã phát giác được mọi chuyện và can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, tay thị trưởng đã bị hù cho sợ phát khiếp và đành xuống nước với cả hai bên, đồng thời giao cho cả Falcone và Maroni những quyền cải tạo khác nhau về Arkham. Dù hai phe phái đã có những bước tiến rõ rệt trong kế hoạch bành trướng thế lực của mình, nội tình bên trong của cả hai đều đang có những vấn đề. Fritz Mooney thì bắt đầu tuyển dụng những thành viên nữ trong buổi họp đêm với kế hoạch đánh úp Falcone. Penguin thì tự dàn cảnh một vụ cướp để nắm lấy vị trí quản lý nhà hàng của Maroni. Với những sự thay đổi tiêu cực của Arkham, một trong những dự án đầy tâm huyết của Wayne Enterprise, Bruce lúc này cũng cảm thấy bất bình và tìm cách ra mặt để tìm gặp các thành viên trong hội đồng quản trị. Cùng lúc đó, một loại thuốc có tên là Viper, bắt nguồn từ tập đoàn sinh học Wenzin, đã được tung ra thị trường. Loại thuốc này giúp cho người sử dụng có một sức mạnh siêu việt tức thời, nhưng rồi thì họ sẽ chết một cách thê thảm. Cuộc điều tra của Jim và Harvey đã dẫn cả hai đến gặp một giáo sư của Đại học Gotham và biết được rằng một sinh viên triển vọng của ông tên là Stan Potoski, cựu thành viên của tập đoàn Wenzin, chính là người đứng sau vụ việc phân phát Viper lần này. Sau đó, tại buổi từ thiện do tập đoàn Wayne và Wenzin đang tổ chức, có cả sự góp mặt của thiếu gia Bruce. Trong lúc Bruce đang chất vấn Mathis, một thành viên của hội đồng, Potoski đã xuất hiện và dự tính phát tán Viper ra khắp hội trường. Rất may là Jim và Harvey lại một lần nữa xuất hiện đúng lúc để ngăn cản. Trước khi tự sát, Potoski tiết lộ phòng lab của mình cho Jim hay. Tuy nhiên, khi tìm đến nhà kho đó để điều tra, mọi thứ hoàn toàn trống trơn và người đứng sau việc dàn xếp lại chính là Mathis. Xảy ra cùng lúc với những sự kiện trên đó là việc Penguin hoàn toàn lấy được lòng tin của Maroni nhờ Jim đứng ra làm chứng. Hắn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh cướp sòng bạc của Falcone và khiến Maroni ngày càng hài lòng. Mặt khác, Fitz đã lên kế hoạch cùng với người tình của mình là Nikolai để lật đổ Falcone. Ngoài ra, ả còn cử Lisa, nhân viên mới của hộp đêm, tiếp cận và quyến rũ Falcone. Trở lại với sở cảnh sát, một bóng ma quá khứ đã tìm lại với Harry Bullock với cái tên Spirit of the God. Điểm đặc biệt của gã sát nhân này là hắn luôn nhắm vào những đứa con đầu lòng của các nhà tài phiệt. Sau khi gây án, gã sẽ khâu một đồng tiền xu vào phần gáy của nạn nhân. Và đây chắc chắn là một điều mà người ngoài cuộc không thể biết. Bởi vì cách đây 10 năm, Harvey đã cùng cộng sự của mình đã triệt hạ tên sát nhân Randall Mielke, kẻ đứng sau danh tính của gã linh hồn thần dê này. Tuy nhiên, cả sở cảnh sát đều giấu nhẹm mọi chuyện để tránh việc làm cho người dân hoang mang. Nhờ sự tâm huyết vốn có với nghề dù hơi cục xúc, Harvey biết được rằng tay sát nhân hiện tại cũng chỉ là một nạn nhân bị thôi miên và người đứng sau đó là bác sĩ tâm lý Mark. Giữa lúc mà Harvey đang hành sự một cách độc lập, Jim đã gặp rắc rối khi Montoya và Alan đã tìm ra được nhân chứng để buộc tội anh việc giết Oswald Cobblepot. Mặc cho việc Barbara khuyên anh nên trốn đi, Jim vẫn ở lại để đối chất. Giữa lúc mọi chuyện đang rối tung rối mù lên, Penguin đã xuất hiện công khai và khiến mọi thứ càng trở nên lộn xộn. Với việc Penguin còn sống, Jim đã ngay lập tức bị người của Fitz để ý. Barbara sau đó bị Butch, tay sai trung thành của Fitz nhắm vào, nhưng rồi đã được Jim giải cứu. Sau đó anh quay trở lại sở cảnh sát và đối mặt với tay sát thủ Victor của Falcone. Dù bị tất cả cảnh sát khác quay lưng, anh đã được Montoya và Alan yểm trợ nên đã toàn mạng. Sau đó, Harvey cũng quyết định đứng về phía của Jim để lên kế hoạch phản đòn. Cả hai sau đó đã bắt cóc được thị trưởng James và tiếp cận được với Falcone. Tuy nhiên, Barbara vì lo lắng cho Jim nên cô đã quay lại và bị Falcone bắt giữ. Cả hai đành giơ tay chịu trói. Nhưng rồi thì bất ngờ thay, Falcone lại tha mạng cho cả hai và khuyên Jim nên suy nghĩ về việc đứng về phía ông ta. Không chỉ Jim gặp rắc rối, sự tồn tại của Penguin cũng khiến Falcone và Maroni xảy ra nhiều mâu thuẫn. Nhưng Falcone lại tiếp tục có một lựa chọn nhún nhường khiến mâu thuẫn tạm thời khép lại. Penguin vẫn là người của Maroni. Lúc này đây mọi chuyện mới được vỡ lở. Vào cái ngày mà Penguin bị xử tử, hắn đã gặp mặt được với Falcone và nói cho ông nghe về việc Fitz phản bội. Hắn cũng là người nói Falcone hãy cho Jim xử tử mình và giữ lại tính mạng cho anh vì những lợi ích chung. Ngoài ra, hắn cũng lợi dụng tay sai của Maroni để giết đi Nikolai, mối hiểm họa ngầm của Falcone. Hắn cũng giết luôn tay thuộc hạ kia để làm người thân cận nhất của Maroni, cốt là để làm gián điệp tuồn tin lại cho Falcone hay. Dù rắc rối với Falcone đã tạm thời khép lại, Jim lại tiếp tục vướng vào những mối nguy hiểm khác. Trong một lần điều tra tay giám đốc Richard Sionis, người đang tổ chức những cuộc ẩu đả bất hợp pháp với mục đích tuyển dụng, Jim đã vô tình lọt vào sao huyệt của Sionis và buộc phải đấu một trận solo với các nhân viên của hắn. Ở sở cảnh sát, Harvey đã có một bài phát biểu hùng hồn để buộc các cảnh sát khác phải giúp mình tìm Jim. Xảy ra cùng lúc với các hoạt động của Jim, Bruce đã quay trở lại trường học và bị bắt nạt. Tuy nhiên, với hậu phương vững chắc là quản gia Alfred, Bruce đã trả đũa thành công và yêu cầu Alfred dạy mình cách tự vệ. Công cuộc của Fitz cũng có một chút tiến triển khi Lisa đã thành công trộm được của Falcone vị trí cất giữ tiền trong một kho vũ khí bí mật. Sự việc cuối cùng khép lại một ngày vất vả của Jim sau khi Barbara quyết định rời xa anh. Đó là cuộc gặp mặt với cô nàng ném lỉnh Selina. Giờ đây thì Selina không có ý định trốn chạy nữa mà sẽ quyết định giúp Jim phá vụ án của nhà Wayne. Chính vì vậy, nơi an toàn nhất đối với Selina lúc này đây chỉ có thể là trang viên nhà Wayne. Rất may là dù trái tính trái nết, Bruce và Selina cực kỳ hợp tính nên đã rất thân thiết với nhau. Đồng thời, Jim cũng lên kế hoạch với công tố viên Harvey Dent để tìm ra chân tướng vụ việc nhà Wayne. Và nghi phạm lúc này đây được vẽ ra chính là Dick Lovecraft.
tạm gác lại vụ án cũ, Jim và Harvey Bullock đã phải tiếp tục điều tra về vụ vượt ngục của Hargrove, một tay tù nhân có biệt tài phá bom cực kỳ phi thường. Dẫu vậy, quá trình điều tra đã cho thấy rằng Hargrove không hề có ý xấu. Những kẻ đứng sau vụ vượt ngục chính là các thuộc hạ của Fisk và chúng muốn nhắm vào kho vũ khí của Falcone. Tuy nhiên, vì đã bị Jim và các cộng sự phát giác, Patch đã cho bom phát nổ để triệt đầu mối. Nhưng vụ cướp cũng đã giáng một đòn cực mạnh vào Falcone. Trong lúc đó thì Penguin cũng đã tìm gặp được Lisa nhưng hắn lại chưa có ý định tố giác cô với Falcone. Lúc này, thị trưởng James cũng quyết định tái khánh thành trại tâm thần Arkham Asylum để bắt giữ Hargrove cùng các tù nhân tâm thần khác. Trở lại với cuộc điều tra bí mật của Jim và Dent, thiệt hại của công việc này đã bắt đầu hiện hữu. Những tay sát thủ bí ẩn đã đột kích vào trong trang viên nhà Wayne để nhắm vào Selina. Dù cuộc chạm trán đã được Alfred khống chế, nhưng Bruce và Selina buộc phải trốn chạy ra phía bên ngoài. Ban đầu, Jim nghĩ rằng Lovecraft chính là người đứng sau hành động thuê sát thủ, nhưng ngay sau đó thì chính Lovecraft cũng bị giết hại. Bọn sát thủ có dụng ý đổ mọi tội lỗi lên đầu của Jim khi dùng súng của anh để gây án. Về phía của cặp đôi nhỏ, cả hai đã thành công toàn mạng trước sự truy đuổi của đám sát thủ. Rất may là cậu chủ Bruce vẫn an toàn khi Alfred và Harvey kịp thời ứng cứu. Sau vụ việc, thị trưởng James cũng buộc phải công bố với công chúng rằng Lovecraft chính là tự sát và giáng chức Jim vì hành động bất trách. Giờ đây, Jim phải làm việc tại Arkham Asylum, nhưng có vẻ như những rắc rối vẫn chưa buông tha cho anh. Hàng loạt vụ án mạng đã xảy ra với tính chất của hiện trường như là một buổi thí nghiệm với điện. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra cùng với cô bác sĩ mới quen là Leslie Tompkins, Jim đã phát hiện ra thủ phạm là một trong các tù nhân. Nhưng rồi thì dù đã rất cố gắng, Jim và Harvey vẫn không thể tóm được thủ phạm khi mà kẻ ra tay sau cùng chính là Jack Gruber, một trong những nạn nhân của hắn đã đứng ra chịu tội thay, tạo ra thời gian cho hắn có thể bỏ trốn thành công. Ngoài ra thì giữa lúc Jim đang không có mặt, Selina đã dẫn Ivy Pepper về nhà anh để nghỉ dưỡng. Đây cũng là lúc mà Barbara dự tính sẽ quay về với Jim sau khi chia tay với Montoya. Nhưng rồi vì Ivy phá phách nên hiểu nhầm của cả hai lại càng trở nên lớn hơn. Trở lại với tù nhân vượt ngục Jack Gruber, Jim phát hiện ra rằng Jack và tay trùm Maroney có sự liên hệ với nhau trong quá khứ. Cụ thể là khi xưa, Maroney đã phản bội hắn ta. Cũng trong lúc đó, Fisk bắt đầu lên kế hoạch để lật đổ Falcone bằng cách giả vờ bắt cóc Lisa để ông trùm phải rời khỏi Gotham. Sau khi hay tin, Falcone tức tốc cho gọi Penguin để xử lý vấn đề. Tuy nhiên, trước khi Penguin kịp làm gì, Jack đã tấn công thẳng vào nhà hàng của Maroney khiến cho cả băng của chúng bị choáng váng vì quả bom điện. Jim sau đó cũng có mặt và đưa Maroney về đồn để dụ Jack vào bẫy. Đây cũng là lúc mà Penguin khiến cho Maroney nghi ngờ vì nói bậy trong lúc mê man. Đúng như dự tính của Jim, Jack tấn công thẳng vào sở cảnh sát và làm tất cả mọi người ngất đi vì từ trường của mình. Tuy nhiên, hắn đã không ngờ được rằng Jim đã thủ sẵn một chiếc bút nhựa và chống lại được luồng điện. Thiết bị phát điện của Jack cũng bị phá vì một ly nước và tay tù nhân đã bị tóm gọn. Jim sau đó được công tố viên Job phục chức, anh chàng cảnh sát chính trực cũng tìm được hạnh phúc nơi cô bác sĩ Lee tại Arkham. Kết thúc vụ lùm xùm với Jack, Falcone tiến đến chỗ của Fisk để đối chất. Lúc này, Fisk mới vỡ lẽ rằng Falcone đã biết được toàn bộ chân tướng vụ việc nhờ Penguin. Falcone sau đó thẳng tay bóp cổ Lisa đến chết, đồng thời khống chế toàn bộ băng của Fisk và đưa Penguin trở thành người quản lý của câu lạc bộ đêm của ả. Về phía Jim Gordon, sau khi vừa được phục chức, anh đã tiếp tục có những động thái làm cấp trên phải nóng mặt. Jim phát hiện ra rằng Arnold Flash, người đang phục vụ tại sở đã có những hành động giết nhân chứng để bịt đầu mối. Với sự chở che quá tốt từ cấp trên, Jim không thể tìm ra được bằng chứng để tố giác kẻ chủ mưu nên anh tìm đến Penguin để nhờ sự trợ giúp. Với những động thái phi pháp và bạo lực từ thuộc hạ của Penguin, một cấp dưới của Flash đã buộc phải đưa ra bằng chứng để chống lại hắn. Sau cùng, ý định của Jim cũng đã thành công mà không hề biết được rằng đôi tay của mình đã gián tiếp bị nhúng chàm. Mặt khác, Fisk sau khi bị hạ bệ cũng đã bị những thuộc hạ của Falcone tra tấn một cách dữ dội. Nhưng rất may cho cô là Butch đã kịp thời trốn thoát trước đó và giải cứu. Cả hai sau khi thoát ra cũng đã tìm đến hộp đêm của Penguin hòng trả thù tên lươn lẹo này. Tuy nhiên, Fisk chưa kịp làm gì thì Victor cùng đồng bọn đã ập vào. Patch không còn cách nào khác, phải ở lại để cầm chân hắn giúp cho Fisk chạy trốn. Không còn ai bên cạnh, Fisk hẹn gặp Harvey để nói lời chia tay với anh rồi rời đi khỏi Gotham. Ngoài ra, cậu chủ Bruce cũng đang cố gắng tìm gặp Selina để tặng quà cho cô sau những rắc rối vừa qua. Đến khi gặp được người cần tìm, Selina đã dội vào Bruce một gáo nước lạnh và tuyên bố rằng mình không hề nhìn thấy thủ phạm và chỉ nói vậy để khỏi bị quản thúc. Sang đến rắc rối tiếp theo mà Gotham phải đối mặt, một gã bác sĩ có tên là Gerald Crane luôn bị ám ảnh về cái chết của vợ. Để chấm dứt nỗi sợ dai dẳng của bản thân, Gerald đã nhắm vào những nạn nhân có nỗi sợ hãi đặc biệt để giết, hòng thu thập tuyến thượng thận của họ, một cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc tiết ra những hormone có liên quan đến những chứng sợ hãi trong con người. Dù rất cố gắng trong việc lần ra dấu vết và vây bắt kẻ thù ác, Jim và Harvey cũng chỉ có thể cứu được nạn nhân tiếp theo của Gerald nhưng lại để hắn chạy thoát. Cũng trong lúc đó, Fisk trước khi rời đi cũng đã gọi cho Maroney một cú để tố giác Penguin. Với sự cáo già của bản thân, Maroney đã phát giác được Penguin và trừng phạt hắn. Tuy nhiên, nhờ những mánh khóe của mình, Penguin lại một lần nữa toàn vẹn trở về. Về phía của Fisk,
Sau khi tố giác được Penguin, thì ả cũng không may bị một bọn cướp lạ mặt tấn công trên biển. Về phía tay sát nhân, sau khi đã chạy thoát thì Gerald cũng đã bắt đầu xúc tiến kế hoạch của mình. Gã điều chế những tuyến thượng thận mà hắn thu thập được thành một thứ huyết thanh giúp chị dứt điểm nỗi sợ trong bản thân. Sau khi thực hiện xong cho mình, Gerald quyết định sẽ dùng nó lên người cậu con trai là Jonathan Crane. Dù Jim và Harvey đã ập đến và bắn hạ gã sát nhân, nhưng cậu con trai của hắn đã trở nên điên loạn và ám ảnh với những con bù nhìn rơm vì thứ huyết thanh kia. Ngoài ra, Maroni cũng đã có những cam kết với Falcone về việc giữ lại tính mạng cho Penguin. Ở phía bên ngoài Gotham, Fitz cũng bị đưa đến một hòn đảo hoang và ả ngay lập tức nắm chùm tại đây. Tuy nhiên, mọi chuyện xung quanh Fitz có vẻ hơi rắc rối khi những người bị giam giữ tại đây chỉ toàn là những món hàng để buôn bán nội tạng. Sau khi trải qua quá trình đấu tranh dữ dội, Fitz đã lên nắm chùm và gây áp lực vô cùng lớn lên những người ở phía trên, buộc họ phải đàm phán với mình. Đây là hành động sẽ giúp cho Fitz quay trở lại Gotham để trả thù Penguin, kẻ hiện tại đang nắm giữ hộp đêm của cô và cả Batch. Trở về với thành phố tội phạm, Jim lại tiếp tục vướng vào một vụ án kỳ lạ và rối rắm không kém liên quan đến một rạp xiếc. Qua quá trình điều tra và những manh mối mơ hồ từ một tay thầy bói mù, Jim đã tìm ra được thủ phạm là Jerome, con trai của nạn nhân và là một gã tâm thần đa nhân cách có một nụ cười cực kỳ ma mị. Xảy ra cùng lúc với sự kiện trên là việc Barbara đã quay trở lại với Gotham. Cô gặp được Selina và Ivy trong căn hộ của mình và được khuyên là hãy quay trở lại với Jim. Tuy nhiên, Barbara đã vô tình thấy được Jim và Lee đang âu yếm nhau và điều này khiến trái tim của cô tan vỡ. Bruce Wayne lúc này cũng đã có những động thái độc lập đầu tiên khi cậu trực tiếp gặp hội đồng quản trị và tuyên bố rằng mình đã có những bằng chứng để tố giác tất cả. Với những hành động thẳng thắn này, Mathis và một số cổ đông đã cử Reginald Payne, cộng sự cũ của Alfred để đến điều tra. Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm, Reginald đã bị Alfred phát giác và buộc phải đâm ông đến trọng thương. Hắn sau đó cũng báo lại những người trong hội đồng rằng Bruce hiện tại không có một bằng chứng nào xác thực để tố cáo họ. Cũng trong lúc đó tại Gotham, một băng cướp vũ trang với biệt danh là Red Hood đang rất được lòng người dân khi liên tục cướp tiền ngân hàng và phân phát cho mọi người. Jim và Harvey đã rất đau đầu trong việc tìm ra kẻ cầm đầu, khi mà cứ mỗi lần tìm ra chân tướng, kẻ đội mũ trùm đỏ lại bị giết hại. Mãi cho đến lần thứ ba, cả băng Red Hood mới bị dẹp loạn, tuy nhiên thì có vẻ như tư tưởng của chúng vẫn còn sống ở đó. Tưởng chừng như sau hàng loạt những vụ việc thì sở cảnh sát đã có thể trở nên trong sạch, nhưng rồi thì vẫn chứng nào tật nấy. Tay cảnh sát Flash đã được công tố Job thả ra. Jim cũng phát hiện ra rằng hầu như toàn bộ cảnh sát tại sở đều bị Job nắm thóp điểm yếu, trong đó có cả Harvey. Không thể tiếp tục đồng hành với cộng sự thân thiết của mình nữa, Jim tìm gặp Dent để điều tra, nhưng rồi mọi thứ vẫn quá nguy hiểm và bế tắc. Không còn cách nào khác, Jim và Harvey lại đành đi nhờ sự trợ giúp của Penguin sau khi biết Job có liên hệ với Falcone. Với những thông tin có được, Jim tìm ra được điểm yếu của Job là cô con gái bị tâm thần đã gây án nhưng lẩn trốn khi xưa. Với sự đe dọa này, Job buộc phải đưa lại cho Jim toàn bộ bằng chứng chống lại Harvey cho anh. Tuy nhiên thì sở cảnh sát vẫn bị tha hóa quá nhiều. Cũng là vấn đề bị tha hóa, Bruce tiếp tục cứng đầu để tìm ra chân tướng vụ việc những người đứng sau sai khiến Reginald. Với sự trợ giúp của Selina, cả hai biết được Reginald được cử đi từ một người trong hội đồng có tên là Benderslaw. Sau khi lấy được thông tin và Bruce bị đe dọa ngược lại, Selina đã đẩy chết gã Reginald cho bỏ ghét. Trong lúc đó tại sở cảnh sát, Jim bất ngờ được giao cho một vụ án bị bỏ ngỏ khi xưa. Qua quá trình điều tra, Jim phát hiện người đứng sau giao vụ án này cho Jim là công tố Job. Mục đích của gã là muốn tay thủ phạm nhắm vào người Jim yêu. Kẻ thú hắc đằng sau vụ án bí ẩn này là Jason Skolimski, hay với biệt danh là Yêu Tinh. Hắn thường xuyên dùng vẻ ngoài đẹp mã và thân phận giàu có của mình để quyến rũ nạn nhân, bắt họ làm người tình của mình. Đến khi thấy không phù hợp, hắn sẽ giết chết người phụ nữ của mình và đi tìm đối tượng tiếp theo. Bên ngoài Gotham, Fitz đã tiếp cận được với người đứng đầu hòn đảo là tay bác sĩ DeMarker và cùng với các tù nhân lên kế hoạch tẩu thoát. Dù gặp một số rắc rối, Fitz sau cùng cũng tìm được cách quay trở lại Gotham với các thuộc hạ mới của mình. Với những thông tin có được, Jim cho người bảo vệ Lee và đứng trước báo chí để tuyên bố rằng mình sẽ vạch mặt tên Yêu Tinh này. Tuy nhiên, Jim đã không ngờ được rằng kẻ mà Jason nhắm tới lại là Barbara chứ không phải là Lee. Cũng trong lúc đó, thì Penguin cũng đang lên kế hoạch với thuộc hạ của Falcone hòng ám sát Maroni. Mặt khác, có một nhân vật nòng cốt khác của Gotham cũng đã có cho mình những động thái đầu tiên. Đó là một anh chàng lập dị tại bộ phận pháp y tên là Edward Nigma, người có những sở thích đặc biệt liên quan đến những câu đố. Nigma hiện tại đang thầm thương trộm nhớ cô nàng đồng nghiệp Grinjol làm chung cơ quan. Ngay khi anh biết được rằng Grinjol đang bị bạn trai bạo hành, Nigma đã có những hành động đi xa hơn dự tính khi anh đã giết gã đàn ông đó và cảm thấy vô cùng thích thú trước công việc này. Trở lại với vụ án Yêu Tinh, Jason sau cùng đã lật bài ngửa với Barbara và tuyên bố cô chính là định mệnh của hắn. Chính vì thế, để đáp lại ân tình của Barbara, Jason đã nói rằng giết bất cứ ai mà cô yêu cầu. Những cái tên được chọn bất ngờ thay lại là bố mẹ của Barbara. Sau khi biết được chuyện và tức tốc điều tra, Jim và Harvey đã có mặt tại dinh thự của bố mẹ Barbara ngoài ô. Tuy nhiên, đã quá trễ khi cả hai đã bị giết.
Jason sau đó cũng bị bắn hạ tại chỗ, nhưng có vẻ như tinh thần của Barbara đã trở nên bất ổn. Ở diễn biến cuộc điều tra của Bruce, cậu sau cùng cũng đã có được cuộc nói chuyện đầu tiên với Bendis Law. Ông ta nói rằng Thomas, bố cậu, cũng biết những vết nhơ trong hội đồng công ty nhưng đã làm ngơ. Dù rất hoang mang, Bruce cũng được an tâm phần nào khi gặp được Lucius Fox và được ông nói rằng Thomas đã không hề ngó lơ cho những hành động phi pháp của Wayne Enterprise. Cũng trong lúc đó, trận chiến lớn nhất Gotham sau cùng cũng đã được châm ngòi. Các tay thuộc hạ của Falcone được Penguin mua chuộc để ám sát Maroni, thực chất thì đã bị Penguin chơi khăm. Hắn đã gài bẫy tất cả và Maroni vẫn toàn mạng. Tuy nhiên, chúng đã đến và khiêu chiến dưới tư cách của Falcone nên cuộc chiến của hai phe chính thức bắt đầu. Trước những động thái dữ dội của Maroni, Falcone lại chưa hề có sự chuẩn bị trước nên đã bị đánh úp đến trọng thương và bị nhốt trong bệnh viện. Thừa nước đục thả câu, Penguin đã đột nhập vào trong phòng hòng giết Falcone, nhưng Jim đã không cho hắn toại nguyện. Jim hiện tại đã quyết định nếu buộc phải chọn giữa hai tên trùm, Falcone nên là người được chọn để đứng đầu. Thủ hạ của Maroni dưới sự hậu thuẫn của công tố Job đã ngay lập tức ập vào và một cuộc đấu súng khắc nghiệt đã xảy ra. Jim và Harvey sau cùng cũng tạm thời thắng lợi và đưa Falcone đến nơi an toàn. Fish đã có mặt và chờ sẵn Falcone đến để bắt giữ. Selina lúc này đây cũng đã góp vui cho bằng nhóm của Fish. Maroni sau đó cũng nhập cuộc. Tuy nhiên, hắn đã bị Penguin kích động nên đã chọc giận Fish và bị ả bắn chết ngay lập tức. Cuộc đấu súng giữa hai phe lại một lần nữa diễn ra. Jim, Harvey và Falcone đã nhân lúc hoạn loạn mà bỏ trốn nhưng rồi lại bị Selina tóm gọn. Tuy nhiên, cuộc lùm xùm vẫn chưa dừng lại. Penguin xuất hiện với khẩu súng trường và xả đạn hết vào lũ thuộc hạ của Penguin, khiến bộ ba kia lại thoát chết. Cuộc đấu tay đôi sau đó giữa Penguin và Fish diễn ra. Patch cũng có mặt, nhưng vì bị tẩy não nên anh đã bắn một lúc cả hai người. Penguin sau cùng đã giành chiến thắng và là tên trùm duy nhất còn sống sót tại Gotham. Giữa lúc trận chiến giữa các phe đang căng thẳng như thế, những người tình của Jim lại có khuất mắt riêng nên cần phải giải quyết. Barbara bất ngờ lên cơn và điên cuồng tấn công Lee, nhưng may mắn là mọi chuyện đã êm đẹp. Tại nhà riêng của Barbara, Falcone nói với Jim rằng ông sẽ rời khỏi Gotham và ở ẩn. Khuyên anh rằng dù chính chức đến đâu thì vẫn luôn phải thủ sẵn một con dao trong người để phòng chuyện bất trắc. Ngoài ra, trước khi khép lại mùa 1, một số sự kiện khác cũng được phơi bày. Dưới những lời gợi ý của Fox, Bruce bắt đầu tìm kiếm những manh mối trong phòng của bố mình và phát hiện ra một căn hầm bí mật. Granger bắt đầu nghi ngờ Nigma khi giải mã được manh mối trong bức thư của anh. Chàng trai lập dị bắt đầu có những dấu hiệu bất thường khi có vẻ như một nhân cách khác đang tồn tại bên trong chính Nigma. Mọi chuyện trong Gotham Season 1 chính thức khép lại. Và đó là toàn bộ những diễn biến trong mùa đầu tiên của Gotham. Liệu chúng mình có kể thiếu chi tiết nào hay không? Hãy để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận nhé! Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về phim ảnh mà chúng mình sẽ ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Way to get out.